Cuối cùng, Nguyễn Đức Chiến đã được ông Philippe Chusier gọi tên. Nhưng đừng bất ngờ khi các chuyên gia đánh giá tiền vệ của câu lạc bộ Viettel sẽ là chìa khóa của phù thủy trắng ở đội tuyển Việt Nam. Chưa bao giờ tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trở nên chật chội một cách đa dạng như lúc này. Như cách Đỗ Hùng Dũng vừa trở lại phải đối mặt với cuộc cạnh tranh tóe lửa với Hoàng Đức, Tuấn Anh còn có Đức Chiến, Thành Long, Văn Luân. Đó đều là những cái tên chất lượng. Không tính quả bóng vàng Việt Nam 2021 Hoàng Đức quá hay, chúng ta còn có Tuấn Anh rất giỏi trong thoát pressing và giữ nhịp. Thành Long là trái tim và khối óc trong chiến tích đoạt cúp quốc gia 2023 của huấn luyện viên Popov. Nhưng đừng bất ngờ khi đối thủ lớn nhất của quả bóng vàng Việt Nam 2020 Đỗ Hùng Dũng sẽ là tân binh Nguyễn Đức Chiến trẻ hơn 5 tuổi, có tầm vóc tốt hơn đến 14cm, Đức Chiến cao 1,84m so với 1,70m của Hùng Dũng, sở hữu nguồn thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp mạnh mẽ của một trung vệ. Kể từ khi được đẩy lên đá tiền vệ, Đức Chiến đã hoàn thiện bản thân rất nhiều. Anh học được khả năng bao quát khi chơi cạnh gã mặt lạnh Zaha, nhưng cũng mài sắc những pha dâng cao xâm nhập khu vực cấm địa như anh bạn thân Hoàng Đức. Và một thông số đáng nể sẽ khiến huấn luyện viên Philippe Chusier phải để ý rất nhiều, đó là với 7 bàn thắng ghi được, Đức Chiến là chân sút đội số 2 ở V-League 2023, chỉ sau Văn Quyết có 9 bàn. Hiệu suất đó, với khả năng ghi bàn đa dạng từ đánh đầu, sút xa, thậm chí khiêu vũ giữa vòng vây hậu vệ trước khi cớ lỏng làm tung lưới câu lạc bộ Hà Nội khiến tất cả phải đánh giá lại năng lực tiềm ẩn của chàng trai sinh năm 1998. Đặc biệt, huấn luyện viên Chusier sẽ càng đánh giá cao ý chí cầu tiến, không bỏ cuộc của chàng trai đủ quật cường đam mê, mạnh mẽ vượt qua những chấn thương rất nặng như lần đứt dây chằng năm 2021. Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá, Đức Chiến có thể sẽ là đối thủ cân sức cho Hùng Dũng ở giữa sân khi anh có tầm vóc, tham gia tấn công và đánh chặn đều tốt. Hùng Dũng quá uy tín với quá nhiều đóng góp cho đội tuyển Việt Nam, nhưng xét về phong độ chưa hẳn qua được Đức Chiến. Thêm nữa, thể hình vạm vỡ của Đức Chiến có thể sẽ là sự lựa chọn thích hợp của ông Philippe Chusier khi đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến tranh chấp với các ông lớn châu Á ở vòng loại World Cup 2026. Một lợi thế rất đáng kể khác của Đức Chiến là ăn ý từng bước chạy với Hoàng Đức, tiền vệ nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam lúc này. Nhìn rộng ra, bình luận viên Ngô Quang Tùng dành kỳ vọng vào sự trỗi dậy của giá trị Viettel trải đều trên nhiều vị trí ở đội tuyển Việt Nam. Bỏ qua Phan Tuấn Tài đang được huấn luyện viên Chusier biệt phái sang đội tuyển U23 Việt Nam, còn rất nhiều cái tên câu lạc bộ Viettel khác góp mặt một cách xứng đáng ở đội tuyển Việt Nam. Theo thứ tự từ dưới lên có thủ môn Văn Phong, hậu vệ Tiến Dũng, Thanh Bình, tiền vệ Tiến Anh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Hào giúp câu lạc bộ Viettel vượt mặt câu lạc bộ Hà Nội trở thành nhà cung cấp số 1 cho đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung này. Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ, Tiến Anh đã chơi tốt trong 2 trận đấu thuộc FIFA Day tháng 6, cho thấy phù hợp với cách dùng người có sức mạnh tốc độ, đá trực diện và tạt bóng tốt của ông Philippe Chusier. Ngoài vị trí tiền vệ phải, Tiến Anh hoàn toàn có thể tạo ra đối trọng cho vai trò tiền đạo lệch trái với Tuấn Hải, Văn Quyết, Công Phượng. Văn Hào sẽ là sự lựa chọn thú vị khi giống Đức Chiến, đã mạnh mẽ vượt qua những chấn thương khủng khiếp để có mặt ở đội tuyển Việt Nam. Ông Chusier nếu dùng cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức Đức Chiến trước đội tuyển Palestine, có thể thử nghiệm sử dụng các nhân tố Viettel khác như Tiến Anh, Văn Hào để tạo ra sự nhịp nhàng khi cần thiết. Cộng thêm những lá chắn thép Tiến Dũng, Thanh Bình ở trung tâm hàng phòng ngự, chúng ta có thể thấy dấu ấn của triết lý bóng đá câu lạc bộ Viettel xuất hiện trải khắp đội tuyển Việt Nam. Nhìn vào yếu tố thể hình, kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng thì đó là tín hiệu rất tốt.